Em nghĩ là chia 50-50 khi đi ăn. Vì sao? Tại vì một cái tuổi này thì chưa kiếm được nhiều tiền nên là mình cứ sòng phẳng mà chia thôi. Nếu là em thì em sẽ trả. Em nghĩ là cả hai ạ. Đấy là sự công bằng ạ. Bình thường đi ăn thì con trai trả tiền là chuyện bình thường thôi, nhưng mà em vẫn thích cả bạn gái tâm lý một chút. Những cái tiền linh tinh lặt vặt thì có thể xe như thế tốt hơn. Nếu nó chưa hẳn là yêu nhau thì xe đôi, thì cho nó kiểu sòng phẳng ấy. Thì sau này mà nhỡ mà có chia tay thì cũng không bị mang tiếng là đào mỏ. Em nghĩ là nên xe giống kiểu của nước ngoài ạ. Em thấy nó khá là fair, nhìn thấy nice hơn. Còn nhưng mà Việt Nam thì nó hơi bị quấn nhau lối là kiểu ga lăng ấy, con trai nên trả tiền. Em sẽ trả hộ bạn ấy. Nếu mà bạn ấy thực sự là tốt thì em sẽ tiếp tục bạn bè. Một khoảng thời gian đầu ấy, lúc mà mình bắt đầu nói chuyện các thứ ấy, thì ok em sẽ gửi, em sẽ trả tiền. Xong rồi sau một thời gian thì nếu mà em cảm thấy là nó không ổn lắm ấy, thì mình sẽ bắt đầu nói chuyện rất nghiêm túc. Thì như thế sẽ ổn hơn. Chưa yêu nhau thì nên xe, còn nếu mà yêu nhau rồi thì mỗi lần một người trả. Ví dụ cái người mà em thấy bạn ấy không nghĩ như thế, bạn ấy nghĩ rằng là con trai nên trả tất cả mọi khoản ăn uống, em sẽ là cách nào? Thế thì người như thế sẽ không phù hợp với em. Nope. Thì em trả thôi. Cái này thì cũng phải tìm hiểu thêm ạ. Chắc là bạn có vấn đề gì đấy, bạn không trả tiền không lấy được thì cái kibo em không bao giờ gặp lại nữa. Em sẽ trả tiền bữa ăn đấy hoặc là buổi đi chơi đấy, xong rồi sẽ không bao giờ nói chuyện bạn ý nữa. Vì ngay buổi đầu tiên đã không thể hiện được sự ga lăng của mình rồi thì em nghĩ là sau này sẽ không bao giờ thể hiện được người đấy. Mình ấy khéo như người ta ấy ạ. Ấy khéo như người ta ấy ạ. Kiểu mình kiểu nhắc khéo ấy ạ. Kiểu mình đưa trước một nửa số tiền này, xong rồi mà người ta không có ý định ý, thì mình kiểu bắt đầu thì mình đưa cái chuyện đấy thì kiểu chứ mà nên có một lần thôi ạ, không có lần thứ hai đâu ạ. Mới đầu mới quen mà đã kiểu bắt mình đã phải kiểu trả tiền rồi ấy. Kiểu lý do là quên tiền hay là gì đấy em thấy nó cũng không hợp lý cho lắm. Tại vì mới buổi đầu đi chơi chả ai đi quên tiền xong rồi này nọ. Thì chắc em trả thôi. Em trả sau là về sau thì em sẽ không đi chơi với bạn ấy nữa luôn.